khó tiếp thu kiến thức, đặc biệt là những môn chuyên ngành. Phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể đảm đương cả việc học nghề và học văn hóa trong trường. Đây là những khó khăn với những học sinh chỉ vừa học xong lớp 9, chọn mô hình 9+3 để có được tấm bằng trung cấp sau 2 năm rưỡi đến 3 năm. Với các em, để hoàn thành xong bậc trung cấp đã khó, chưa nói tới việc lên thẳng cao đẳng. Những thứ tụi em học lúc trước là chỉ là như là lý thuyết này nọ thôi, những cái môn cơ bản. Còn này là tụi em sẽ học thẳng vào một môn nghề, tại vì môn nghề nó sẽ chuyên ngành khác như những môn trước. Nó sẽ có những cái khó khăn như là những cái chuyên môn này nọ nó sẽ khó hơn. Là vấn đề máy móc với lại ngôn ngữ của cái ngành này nó khác. Cái lượng kiến thức của em chỉ tới cái cấp 2 thôi á, nên nếu mà tụi em định học tiếp lên tới cao đẳng á cũng khó khăn, bởi vậy phải cố gắng học ở đây rồi xong rồi tiếp tục học bổ túc tại trường, sau đó mới tiếp tục lên cao đẳng. Đầu vào thấp, học phí được nhà nước đài thọ 100%, nhưng số lượng học sinh theo đến cùng nhiều năm thậm chí chưa đến 5%. Tâm lý xính bằng cấp khiến bài toán tuyển sinh của trường nghề vẫn luôn gặp khó. Đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh lần này của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phần nào gỡ khó cho các trường. Nhưng theo đánh giá, việc triển khai sẽ không dễ dàng. Lớp 9 lên cao đẳng thì đòi hỏi người thầy phải có sự là nhẫn nại, đặc biệt là phải chịu xiên, gọi là phải tận tình hơn với bạn hơn, tại vì mấy bạn này cái tâm sinh lý nó thay đổi nên cái người thầy cũng phải phù hợp với hiểu được tâm sinh lý của mấy bạn. Lên cao đẳng thì cái một muốn học cao hơn thì sẽ có những cái môn học phải cần đòi hỏi tư duy, nên sợ là mấy bạn chưa tiếp học những cái môn văn hóa hỗ trợ cho mình, đặc biệt là về ô tô thì hệ thống điện điện tử rất là phát triển, mà mấy bạn phải nắm được cái những nguyên lý về vật lý thì lúc đó mấy bạn mới tiếp thu những cái học phần đó. Cái đối tượng này thì các em nó được cái được đó là nhà nước miễn phí hoàn toàn cái học phí, nhưng mà nhà trường thì không có miễn hoàn toàn theo kiểu như vậy, mà nhà trường sẽ thu học phí bình thường và sau một năm các em hoàn tất các cái chương trình thì nhà trường lại trả lại tiền cho các em để ràng buộc các trách nhiệm. Theo các chuyên gia giáo dục, trong khi các mô hình 9+2, 9+3 được triển khai trước đó vẫn chưa đạt hiệu quả, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên hết sức cân nhắc và phải nghiên cứu cụ thể đề xuất này trước khi đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng lần này. Trong cái thời buổi hiện nay, cái người lao động ngoài tay nghề, ngoài những vấn đề khác thì cũng phải có cái trình độ văn hóa nhất định. Cho nên và đó cũng là một căn bản. Vì với cái trình độ như thế đó, nó vừa làm cái nền tảng cho cái việc tham gia lao động, vừa làm nền tảng cho cái việc học nghề. Cho nên là nên chăng thì Bộ Lao động Xã hội mà cũng nghiên cứu thêm. Chứ chúng ta mà cứ đi tắt quá thì tôi e rằng cái kết quả nó không được tốt. Rõ ràng mục đích của đề xuất lần này phần nào phù hợp với giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam. Song bất cứ một phương án nào được đưa ra thì mức độ khả thi mới là vấn đề tiên quyết.